Chiều ngày 1 tháng 7, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú tổ chức khánh thành cầu Mương Phèn, cầu Kênh 7, nối liền hai ấp Bình Phước và Bình Thạnh. Đồng chí Nguyễn Phú Tân, Bí thư Huyện ủy Châu Phú đã đến dự. Cầu Mương Phèn được xây dựng có kết cấu thép dày dặn, chiều dài 36m, rộng 3,2m, tải trọng 3,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng trên 439 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và 200 ngày công lao động. Cầu Mương Phèn hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân, các em học sinh dễ dàng, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Được biết, chỉ trong 3 tháng gần đây, xã Bình Chánh đã vận động được người dân trong và ngoài xã xây dựng 2 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí trên 880 triệu đồng. Đây là điểm sáng của xã Bình Chánh trong việc vận động xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.